Hôm nay mình bắt đầu đọc sách tiếp một quyển mà mình mà cái câu này là mình nghe rất là nhiều, như là đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Và quyển sách này là của Andrew Matthews. Quyển sách này là bằng tiếng Việt nên đọc cũng dễ tiếp thu hơn. Mình đọc lời mở đầu và chương 1. Lời nói đầu. Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết, tôi đã mất tất cả." Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại được đấy chứ?" Người đàn ông đáp: "Vâng." Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất." Một câu chuyện thật hay, phải không bạn? Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi từ chỗ bi quan, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu. Sự việc thì vẫn thế, chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi, và thế là cuộc đời cũng thay đổi. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách để nhìn nhận cuộc đời. Sách hay lắm, bạn hãy đọc đi. Chương 1. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Các khuôn mẫu cư xử. Khi có những chuyện lặp đi lặp lại trong cuộc sống của mình, thì đó chính là phần trí óc ta phải chịu trách nhiệm. Rất nhiều người trong chúng ta có những khuôn mẫu cư xử, tức là những kinh nghiệm cũ hay hành vi giống nhau trở đi trở lại hoài. Bạn có biết người nào mà lúc nào cũng đến muộn không? Tôi từng chơi tennis với một anh chàng luôn đến trễ. Chúng tôi định chơi tennis trước giờ đi làm ở sân Hilton. Tôi nói với anh ta: "David, chúng ta sẽ chơi tennis vào 7 giờ sáng mai nhé." Anh ta trả lời: "Tôi sẽ đến đó. Anh có nghe mấy giờ chưa? 7 giờ sáng tôi sẽ đến." Đúng như dự đoán, lúc 7 giờ 15 sáng hôm sau David đến, anh ta đưa ra lý do: "Con tôi mượn vợt của tôi và để dưới giường của nó." Tuần sau cũng thế, David đến lúc 7 giờ 16, lý do là: "Tôi chỉ tìm được một chiếc giày." Tuần tiếp theo, anh ta đến đúng 7 giờ 15, vợ tôi bệnh và thằng con khóc quá, và tiếp tục là pin hết, cúp điện, mất chìa khóa xe và đồ lót bị ướt hay còn để trong máy giặt. Rồi rốt cuộc tôi nói: "David, chúng ta hãy giao kèo. Cứ mỗi phút anh bị trễ thì anh phải chịu phạt 1 đô la." Anh ta bẽ mặt quá nên không bao giờ chơi tennis nữa. David nghĩ anh ta là nạn nhân. Anh ta đã không cố gắng một cách có ý thức để đến trễ. Nhưng trong tiềm thức anh ta đã lập một chương trình luôn nói là bạn lúc nào cũng trễ. Và chương trình đó làm chủ cuộc đời anh ta. Một số mẫu mà tác giả đã đưa ra, mẫu bi kịch. Có lẽ bạn biết những người có mẫu này, cuộc sống của họ là một chuỗi bi kịch. Bạn gặp họ trên đường phố và lỡ dại hỏi họ: "Anh có khỏe không?" Thì ngay lập tức bạn sẽ được biết là con mèo của họ vừa mới chết, chiếc xe họ mới phải sang lại, bố họ vô tình làm cháy nhà và họ vừa mới được chẩn đoán là mắc một chứng bệnh gì hết sức nghiêm trọng mà bạn chưa bao giờ nghe nói đến. Bất cứ khi nào mà cuộc sống của họ tưởng như bắt đầu trôi qua êm ả, thì một giọng nói trong tiềm thức của họ thì thầm: "Ê, không dễ thế được." Và rất mau chóng một bi kịch khác xảy đến. Mẫu thứ hai là mẫu tai nạn. Một số người có tài gặp tai nạn, cả đời họ cứ bị trật thang té hay đụng xe, ngã trên cây xuống, giật điện và bị tai nạn xe hơi. Tôi biết một nhân viên bảo hiểm trong 20 năm đầu đã sở hữu đến 5 chiếc xe hơi từ ngày sinh nhật thứ 16 của cô ta. Cô ta bảo tôi: "Cứ mỗi khi tôi mua một chiếc xe thì ai đó tông vào đuôi xe tôi. Sau 5 lần tai nạn thế, tôi không thèm mua xe mới nữa cho an toàn." Mẫu bệnh hoạn. Bạn có biết ai có mẫu này không? Một số người cứ phải cảm lạnh 20 lần trong một năm. Một số người cứ mỗi khi có sự kiện lớn thì phát bệnh. Có người thì thấy bệnh vào mỗi sáng thứ hai. Mẫu lộn xộn. Một số người thích sự lộn xộn, họ không cố tình nhưng quán tính khuôn mẫu của họ quá mạnh. Bàn làm việc của họ luôn lộn xộn, hồ sơ bề bộn, tóc tai bờm sờm. Nếu bạn đi theo sau và thu dọn mọi thứ cho họ, thì rồi trong vòng 20 phút, văn phòng, giường ngủ và xe hơi, hộp đồ ăn của họ, tất cả đều lại như vừa mới qua một trận cuồng phong. Mẫu cháy túi. Những người có mẫu này tuân theo một chương trình tự động. Bất kỳ khi nào họ có tiền thừa là họ tìm nơi nào đó để tiêu sạch, giống như bạn bị ngứa và phải gãi. Họ có tiền và phải xài. Thường thì họ không bao giờ nhận biết cái gì đang xảy ra. Họ nghĩ rằng đó là do nền kinh tế, do chính phủ hay lương của họ không thỏa đáng nên họ phải khốn đốn. Nhưng nếu tăng lương gấp đôi thì họ cũng bị rỗng túi.
Mẫu không thể thay thế được. Nếu bạn thuộc mẫu này thì bạn sẽ nghĩ là sau khi bạn lên đường đi nghỉ phép được 3 phút là văn phòng của bạn sẽ rối tung lên và tất cả nhân viên của bạn sẽ rất khổ sở. Nếu có mẫu này thì hệ thống niềm tin và thái độ của chúng ta sẽ giúp chúng ta tạo và duy trì tình huống đó. Chúng ta cứ luôn tin rằng ngay khi chúng ta rời đi thì tất cả biến thành địa ngục. Mẫu thay đổi công việc. Trong lúc nói chuyện, tôi kể về một người bạn đã thay đổi công việc 5 lần trong 11 tháng qua. Thật ra tôi dám... Mẫu không thể thay thế được. Mẫu thay đổi công việc. Thật ra tôi dám cá hết. Trong lúc nói chuyện, tôi kể cho anh ta nghe về một người bạn của tôi đã thay đổi công việc 5 lần trong 11 tháng qua. Thật ra tôi dám cá hết gia sản của tôi là cô ta sẽ không còn làm công việc hiện tại trong năm tới. Chiều hôm đó, cô ta gọi điện và cho tôi biết là cô ta đã bỏ việc. Quả là tôi đã không liều nếu dám cá như vậy. Bây giờ thì cô ta bảo tôi là cô ta rất sung sướng, vì thế chúng ta không thể nói mẫu này là tốt hay xấu, chỉ đơn giản là thật có ích khi chúng ta nhận ra được là chúng ta đang hành động theo mẫu. Còn có một mẫu khác đó là con người thật xấu xa, cuộc sống thật kinh khủng, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi ước gì có thể chết đi. Rõ ràng là chúng ta có xu hướng tạo ra hoàn cảnh của mình và cái này cũng chẳng có gì vui lắm. Mẫu tôi chỉ kiếm đủ sống. Đối với mẫu này, tư duy có ý thức và tiềm thức giới hạn chúng ta vào một tình huống mà cuộc sống là một cuộc chiến đấu và chúng ta chỉ sống sót. Bạn có liên quan đến mẫu này trên đây không? Mẫu tôi lúc nào cũng bị lỡ cơ hội, không gặp thời. Nếu biểu lộ trong việc cho rằng chúng ta được sinh ra, bắt đầu đi học, làm kinh doanh, đi nghỉ, quá sớm hay quá trễ. Chúng ta lúc nào cũng có mặt đúng chỗ nhưng sai giờ. Chúng cũng như thế, chúng ta có tài thật nhưng giáo viên không giỏi, hay chúng ta không đúng tài hoặc giáo viên tốt, tài năng không có để phát hiện ra được năng khiếu của chúng ta. Một mẫu người lúc nào cũng ăn bớt của tôi. Chúng ta có cần phải nói thêm không nhỉ? Chúng ta bắt đầu bằng cách nhìn vào một số số mẫu tiêu cực. Tuy nhiên, có những mẫu tích cực mà bạn có thể có. Bạn có biết người nào luôn có mặt nơi vào đúng giờ không? Họ đầu tư kinh doanh khi cơ hội vừa đến và họ bán nhà ngay trước khi người ta xây nhà tạm giam cạnh nhà họ. Họ đi nghỉ và gặp những tỷ phú chịu chi phí cho họ đi vòng quanh châu Âu. Và bạn nghĩ làm sao họ được như thế nhỉ? Ước gì tôi chỉ may mắn bằng nữa họ. Có mặt đúng nơi và đúng giờ là một mẫu. Còn mẫu đi đâu cũng làm ra nhiều tiền. Một số người như vậy thật hay, khi mua cái gì tôi cũng được trả giá cả. Và đối lập với nó là lúc nào tôi cũng bị ăn chẹt. Những mẫu khác là tôi tin vào con người và họ lúc nào cũng đối xử tốt với tôi. Và cái gì tôi làm lúc nào cũng vui và dễ dàng. Chúng ta cứ giả sử là bạn muốn theo các mẫu tốt, vậy còn những mẫu bạn không muốn theo. Vì vậy chúng ta phải tự hỏi những mẫu chết tiệt mà tôi bị vướng, khi nào chúng sẽ thay đổi, khi nào thì chúng chấm dứt. Câu trả lời là cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi. Thay đổi luôn là thử thách. Thay đổi mẫu không phải lúc nào cũng dễ, nhưng có thể làm được. Ngay khi chúng ta quyết định thay đổi, chúng ta gặp phải những cản trở. Chúng ta luôn gặp thử thách, phải xem lại mình có nghiêm túc muốn thay đổi hay không. Hãy giả sử là bạn muốn ăn kiêng. Đây là tuần mà bạn phải gạt bỏ những thứ không tốt cho bạn. Chính trong tuần này bạn nhận được nhiều thư mời dùng bữa tối, tiệc cocktail hay lễ kỷ niệm. Tất cả những thay đổi luôn đầy thử thách, nhất là trong giai đoạn ban đầu. Cứ tưởng tượng bạn đã quen với ăn mặc xuềnh xoàng, khi mặc vào một bộ đồ tốt nhất, bạn làm nó bị dơ, không thể tẩy được. Bạn có thể bị dầu đổ trên chân ngay khi đi từ phòng ngủ và phòng tắm, mà lại ngay cái bộ đồ tốt nhất. Bạn sẽ nghĩ là, tôi là vậy đó, tôi không thể thay đổi được. Sự thật là bạn có thể thay đổi, nhưng cái mẫu cũ cứ bám ríu lấy bạn. Vậy làm cách nào để chúng ta thay đổi? Trước hết là phải hiểu tất cả các thay đổi đều gặp trở lực, tóm lại phải sẵn sàng đối đầu với nó. Sự hình thành khuôn mẫu cư xử. Chúng ta bắt đầu hình thành khuôn mẫu cư xử ngay từ khi mới sinh ra. Khi chúng ta khóc, thường thì bố mẹ tưởng chúng ta chỉ đói, như vậy cứ mỗi khi muốn đáp ứng yêu cầu gì đó của chúng ta thì việc bỏ cái gì đó vào mồm chúng ta. Vậy nếu bạn hút thuốc hay uống rượu hoặc ăn nhiều, bạn không cần phải tìm hiểu xem những thói quen này bắt nguồn từ đâu. Khi bạn bực bội, cô đơn hay chán nản, bạn nghĩ ăn một cái gì đó trong tủ lạnh sẽ giúp ích cho bạn. Việc hút thuốc hay uống rượu phần nào cũng là phản ứng có điều kiện tương tự. Một phần ý thức và một phần tiềm thức, chúng ta tạo ra những khuôn mẫu cư xử trong đời sống của mình, phản ánh những kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua khi sống cùng bố mẹ.
Chẳng hạn, quan hệ với những người giống bố mẹ chúng ta, ví dụ chúng ta làm việc cho những ông chủ có tính cách y chang như bố hay mẹ ta, phát triển những quan hệ giống như quan hệ của bố mẹ với người khác. Nếu cha mẹ chúng ta dịu dàng và quan tâm, chúng ta cũng trở nên như thế, nhưng cũng có thể là do chúng ta hình thành một bức tranh tiềm thức từ khi còn nhỏ, và bức tranh này bảo là chẳng hạn đàn ông thực sự phải cao, ngăm đen và ít nói như cha tôi. Tuy không nhận biết tí nào về những điều này, mức độ có ý thức chúng ta sẽ tìm cách tìm đối tượng để lắp vào bức tranh này. Cũng tương tự, tính chất quan hệ của chúng ta với bố mẹ sẽ tạo ra những mẫu của nó. Nếu lúc nhỏ chúng ta phải chịu sự phủ nhận hoặc mặc cảm tội lỗi, thì chúng ta phải tiếp tục quan hệ với những người xem chúng ta như người xấu. Nếu được yêu thương và khuyến khích, thì chúng ta lại có xu hướng tiếp xúc với những người đối đãi và tôn trọng chúng ta. Tóm lại, chúng ta thu hút đối tượng mà chúng ta mong đợi, và những người xung quanh sẽ đối xử tốt với chúng ta theo cách mà chúng ta tin mình xứng đáng được nhận. Đây chỉ mới là sự lướt qua bề mặt, tuy nhiên nhìn nhận vấn đề đã giải quyết nó một nửa. Biết được những khuôn mặt của bạn và nguồn gốc hình thành của chúng ta đều rất cần thiết. Đúc kết, chúng ta sẽ không bị mắc kẹt vĩnh viễn với những cư xử nếu chúng ta muốn thay đổi. Những mẫu tiêu cực cũ sẽ còn bám ta dai dẳng, nhưng không phải là không bao giờ dứt được. Hãy luôn suy nghĩ tích cực về bản thân và các điều kiện hoàn cảnh của bạn. Những nguyên tắc về tinh thần cho điều này không phải là dễ, nhưng phần thưởng cho chúng thật lớn lao. Hãy luôn nói tốt về bản thân bạn và xem như bạn đang sống theo cách mà bạn muốn, bạn sẽ tạo ra được những mẫu mới và hạnh phúc. Hãy nghe những băng cassette khuyến khích tinh thần và đọc những cuốn sách về thành công. Hãy học hỏi người khác, bạn sẽ biết bạn được mẫu mà bạn muốn. Ngoài ra, chọn những cái đúc kết trong quyển sách này để loại bỏ những thứ làm xa lầy cuộc sống của bạn và củng cố những mẫu sẽ đưa bạn tiến về phía trước. Hết. That's it for today.